siêu nhân Thảo Nhi nha mọi người. Siêu nhân này về tới Việt Nam là phải đeo khẩu trang với lại đội nón bảo hiểm. Các bạn coi, các bạn chấm điểm coi ai ai là giống siêu nhân nhất nha mọi người. Bạn Nhi mặc đồ cà vạt. Quá giải siêu nhân nè, con mày chết. Mày đi ra chặn rồi mày mang guốc mất rồi. Dạ. Má ẩn ẩn mang đôi guốc. Đi cắn con. Sắp tới giờ dưới đây nha mọi người. Đây chị Quyền đang thắp nhang cúng tổ. Chị Quyền không biết vô siêu nhân gì mà mặc đồ thấy giống công sở. Siêu nhân Phương Hòa. Đây là siêu nhân Phương Hòa nha. Siêu nhân Phương Hòa. Siêu nhân. Siêu nhân gì? Siêu nhân bị mất cái kẹp rồi. Siêu nhân bị mất cái kẹp rồi cả nhà. Những cái cô này là cái cô đẹp nhất trong phim. Mọi người ơi, có thấy em xuất hiện đâu trong anh em không? Thì hết đồ rồi nên em bằng này luôn đó. Nhìn ngoại hình không nhận ra là siêu nhân nào. Em là siêu nhân hả? Ladies and gentlemen, welcome to the biggest show, Adventure! Thấy chưa? Bữa nay là mọi người sẽ hóa thân thành là Big Dog Adventure nha mọi người. Big Dog siêu anh hùng. Đây là các siêu anh hùng phiên bản 3D. Siêu anh hùng phiên bản 3D. Không. Nè, trước mặt chúng ta là sự biến hóa lạ lẫm của Mr. Hùng Cường nha mọi người. Hello mọi người, hôm nay thì với chủ đề là Adventure thì đang theo tất thời sẽ từng nhân vật, từng thành viên của đoàn sẽ hóa thân thành vật. Hôm nay là Cường sẽ làm phần sắm to. Và đây sẽ là Lê Cần với vai Hân, người khổng lồ sắm. Trời ơi. Ấn ẩn vai gì nói luôn Ấn ẩn. Không, bữa nay chúng ta gì kìa. Hôm nay là cô đóng gì không biết. Em men đúng rồi. Đây là em sau một thời gian ăn nghỉ dưỡng ở nhà. Sau một thời gian ăn nghỉ dưỡng ở nhà thì bữa nay em quay trở lại và em sẽ có một cái hình ảnh mới. Em sẽ không làm lộ nữa, rồi sẽ làm bút lộ. Rồi sẽ làm ăn làm tóp cho mọi người. Tóp lộ. Ô môi mà tóp đúng không? Rồi là tóp năm màu và chủ. Giang hỏng quá luôn. Thank you.
hết khổng lồ và quay heo quay heo giống giống nhau quay heo quay vô là đâm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là một chủ đề dành riêng cho Thảo Nhi, chủ đề end game, còn lại gọi là chủ đề đâm heo. Nói gì vậy, chủ đề hôm nay đi đâm thì bỏ tay bỏ tay cho nên được bỏ đẻ được sai rồi. Nếu mà xét về đâm heo á, ai chủ đâm heo tôi gửi qua đây cần không nên cần, đó là đu qua đu dây đanh quạt đu luồng heo, đó là đu luồng heo là bà hai đu luồng heo. Còn mình còn lưu trữ giới thiệu cho mọi người, đây là cặp đôi ăn ý với của đồ đã luôn chạy chị Nhi đang nuôi heo, cặp đôi đâm cùi. Dạ đâm cùi, tại biết vì sao mà cùi ra tôi hay nói là Chung và Nhi là meo mọi người, tại vì Chung với Nhi là đâm cùi đó. Hiện tại thì anh Chung với bé Nhi cũng đang có một năm trại ở dưới Đà Nẵng, thì lúc này cũng là nói là đâm cùi tại vì tới mùa mưa rồi hai người đang chuyển qua nuôi heo để sau này có vốn để ăn uống cho em no lắm. Ủa em có biết no hả cô? No rồi. Em là bụng em là không đái nha mọi người, không đái. Rất là ớt. Không có bột. Bò điện ngon chứ bò. Rất là xuất sắc. Mấy đẹp. Dì bả. Mấy ra đây. Ôi, miếng gì vậy? Miếng gì vô đây này. Thật ra là nhiều khi mình nhảy trên sân khấu mình sẽ mình sợ mình té nó sẽ đau đúng không? Mình nên độ một xíu cái mà một mềm xuống để mình té không bị đau đúng không? Chứ không phải là mình đóng đợi nó cho nó bự ra hả? Không phải. Cái quá nhỏ liếc qua liếc cái đó là mình sẽ mở nó thôi. Mình rất phụ thôi, nhưng mà mình chính là để mình té nó có cái độ nhồi nó không bị đau. Bỏ nhân quả rồi nên độ nhẹ một xíu cho dân. Sao? Nói nó nhỏ đụng cho nó bự đi. Mr. Nguyễn Trường đang mình đang ăn món mới nha mọi người. Đây mới là ghê luôn. Món này đủ mới ghê luôn. Mới ra hai cái một cái mới ra được công nhận mới vậy thôi. Món này mới ra nhưng mà mới ra ở Du Bích. Ở Du Bích là mới ngày đầu tiên luôn. Hôm qua là chưa có. Đó là cái quầy quầy đó tên là đặc chút anh. Đó. Đây cho cần tiền mà giới thiệu vậy. Quảng cáo em là 500. Ngày quay cần chỉnh món ăn nha mọi người. Gói đu đủ băm của Thái. Giống gọi đu đủ ti thi ông ta. Gọi Thái đúng không? Chứ cũng giống em. Vậy đây là xong lựa cho bọn số 1 để khán giả đằng sau tiếp nữa. Khán giả bạn hãy nghe chân. Đây là biệt đội Adventure 3D nha mọi người. Rất là số 3 có ai có hòn có ai đổ lại nha. Đố mọi người biết đây là ai nha. Rồi, cách giọng lên là biết. Ở mặt của đâu là chó chết cũng vậy đó. Mọi người coi lộ lộ chuẩn bị trước khi lên sân khấu nha mọi người. Đấy, thì mai không còn hát gì nữa. Lộ lộ là cái gì mà mới là cái gì 126. Có thắp nhang cũng tỏ. Rồi, cái gì mới 126 nha các bà ơi. Đó, rồi lâu mình gái em đi chung. Tập trung ngon không? Rồi đây là lỗi đó các ơi. Chị nhà cũng nghe vậy đó. Anh mau cho anh đây một quốc một ớt bảy nha mọi người. Không để cái nhà còn đây là ớt nha mọi người. Ớt là cái ông khổng lồ và mặc cái áo màu xanh. Thấy lạ rồi mọi người ta nhiều người thôi. Thấy ghé này Trung ơi. Ghé trong nè. Đó, ghé nhà trong luôn. Hết chưa mẹ? Không lạ rồi mẹ Trung. Nè, ghé đây. Ừ. Lá lúa. Lá lúa Nguyễn Trung. Đây là thần kho hùng cường.
Rồi, rồi ăn hoài là hết giá. Rồi giá sâu cái gì 126. Bữa nay mình được lột xác nha mọi người. Nhờ cái bộ đồ rất là đẹp. Rồi, quý vị. Cô đã được giữ lớp nè, để cho bạn có một cạnh. Biểu diễn vài động tác võ thuật coi. Biểu diễn vài động tác võ thuật. Nhưng mà lấy con, lấy hai con. Lấy con liền nè. Rồi, lại nhiều ra con còn cái gì nữa. Cho nên đây cũng được rồi, cái ít mình cái trời. Lại là cái ít mà kìa 120 đó, cái trời. Hai siêu nhân chiến đấu. Hai siêu nhân chiến đấu thử coi. Cầm búa này coi chừng là tự đập vô đầu mình này nha. Ôi thôi bê đê quá, thôi bê đê quá. Ủa con này là con gì đây? Chị là người kiến. Chị là người kiến nha. Người kiến nè mọi người, người kiến nè nha. Trời ơi. Thôi nha. Ôi, con trời bê đê rồi. Hết bê đê luôn nè. Hết bê đê. Rồi, rồi, đẹp ơi. Ồ, đó là cái búa bỏ nha. Cái búa mình cầm cái quan cách đi bán đồ nè. Chơi. Wow, xuất sắc. Trời ơi, được. Chúng cầu ghê. Em có coi phim chưa? Dạ. Có coi phim này em chưa? Em phải đi coi với định dạng là 4DX luôn, rất là hay. Phim rất là hay. Trong phim tập cuối này là Thành Phong có cái bụng rất là bự. Đúng rồi. Hợp với em. Dạ, hợp với em luôn. Giang Nguyễn Thị Trung, năm nay bị giờ 23 tuổi. Thôi, không có gì. Người kiến coi phim chưa? Có phim chưa kìa. Người kiến coi phim chưa? Có phim chưa? À, mới coi hôm qua luôn. Mới vừa hôm qua. Có coi hay quá. Coi quá. Nhờ coi mới biết này là người kiến. Không biết này là người kiến luôn á trời. Đây là lung lung mi nha mọi người. Lung mi vào vai gì đây? Em phải tinh tây lạc quá. Lung mi vô vai gì? Hôm nay em có trang là cắt của mặt. Cắt của mặt à, cô gái người mèo đó, người mèo đi tây, đi tây. Hả? Lê Cần và Mai Phước.
thất là cái ông rất là xấu trong hai anh em. Anh chàng rất là bên này Luna vô vai gì nè? Dạ hôm nay em vô là Captain Marvel, là một cái vị Marvel mà mạnh nhất của trong các Marvel luôn, là nó là Marvel đầu tiên của trong nhóm Marvel luôn. Còn đó trong cái Endgame thì nó đóng cái tình cảnh nào ta? Chị đó là cái người mà mạnh nhất, là cái lúc mà lúc đầu là tóc dài nhưng mà lúc sau là tóc ngắn đó, là có cái khúc mà đánh lộn với Thanos đó, là đánh tóc thắng Thanos, rồi là Thanos thấy cái viên ngọc màu tím, là cái viên ngọc sức mạnh ra mới đánh lại chị đó được. Là chị đó là Captain Marvel, là người mạnh nhất trong tất cả các Marvel luôn. Giờ cái bộ đồ coi thử ra để nhận diện nữa. Mà cô này hình như là sống ngoài không gian vũ trụ được đúng không? Dạ đúng rồi, tại mặt cô mới biết được, tại vì bộ này nó hơi rộng nên mình phải độn nhiều lắm. Tại bộ này của anh hơi rộng nên em muốn của anh nó hơi rộng. Phải độn rồi nó mới mặc ra. Rồi mọi người chờ Luna mặc vô khăn xa nha.